Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video tổng hợp cho các bạn 40 cái phím tắt trong AutoCAD giúp cho các bạn sử dụng AutoCAD thành thạo hơn. Ở đây mình có tổng hợp cho các bạn 40 cái phím tắt như thế này. Thì mình sẽ đi lần lượt các cái phím tắt để cho các bạn nắm kỹ cách thao tác và ứng dụng của nó như thế nào. Đầu tiên các bạn có thể thấy là Ctrl O là mở các bản vẽ có sẵn trong máy tính. Thì thông thường để mở bản vẽ trong máy tính có các cách sau. Cách đầu tiên dễ nhất là các bạn double click vào cái file các bạn cần mở. Cách thứ hai là các bạn mở AutoCAD lên. Sau đó các bạn chọn vào lệnh Open này, ở trên thanh search bar này. Cách thứ ba là các bạn chọn vào chữ A này, sau đó các bạn Open này. Và cách nhanh nhất là các bạn sử dụng phím tắt Ctrl O thì lập tức nó sẽ mở cho mình một cái hộp thoại select file. Sau đó các bạn chỉ đến cái đường dẫn file mà các bạn muốn mở. Các bạn chọn vào file đó và các bạn Open lên cho mình. Thì lập tức nó sẽ mở cái file các bạn mong muốn. Cái phím tắt tiếp theo đó là Ctrl N là tạo một bản vẽ hoàn toàn mới. Thì cách tạo bản vẽ hoàn toàn mới ấy, nó có nhiều cách. Cách đầu tiên các bạn có thể chọn trên cái thanh tab này nè. Các bạn chọn vào phím cộng này. Thì lập tức nó sẽ tạo ra cho mình một cái bản vẽ hoàn toàn mới. Nó copy cái template của các bản vẽ này nè. Ra một cái bản vẽ có template tương tự. Cách thứ hai các bạn chọn trên cái thanh tab này nè. Các bạn chọn vào lệnh new. Cách thứ ba các bạn chọn vào chữ A này. Sau đó các bạn chọn new. Đó là các cách thông dụng. Cách mà mình hay dùng nhất là các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng N. Lập tức nó sẽ mở cho mình một cái hộp thoại Select Template. Sau đó các bạn chọn cái file template mà các bạn mong muốn. Và các bạn Open lên. Thì nó sẽ tạo cho mình một bản vẽ mới với template các bạn chỉ định. Cái phím tiếp theo đó là Ctrl B là mở hộp thoại in ấn. Thì thông thường á, để mở hộp thoại in ấn á, các bạn vào chữ A này. Các bạn chọn cho mình lệnh Print. Lập tức nó sẽ mở hộp thoại in ấn lên. Nhưng mà cách nhanh nhất để các bạn mở hộp thoại in ấn á, các bạn nhấn tổ hợp phím là Ctrl B. Lập tức nó sẽ mở hộp thoại in ấn lên cho mình. Và các bạn nên thuộc cái phím tắt này để các bạn sử dụng cho nó nhanh hơn. Cái phím tiếp theo đó là Ctrl S là các bạn lưu bản vẽ. Khi các bạn tạo một file bản vẽ mới hoặc là các bạn thay đổi các cái thông tin bên trong bản vẽ này, các bạn cần phải lưu cái bản vẽ đó xuống. Thì các bạn nhấn phím Ctrl S cho mình. Hoặc là để lưu cái bản vẽ theo các cách thông thường, nó có 3 cách như sau. Cách đầu tiên các bạn sẽ chọn lên cái phím biểu tượng lưu này nè. Các bạn nhấn vào, các bạn lưu. Cách thứ hai các bạn chọn vào chữ A này. Sau đó các bạn save. Cách thứ ba các bạn gõ lệnh cho mình là WeSave. Đó, các bạn chỉ cần WeS là lập tức nó save cho mình. Thì thông thường mình hay sử dụng lệnh WeSave hoặc là phím Ctrl S. Tùy vào ứng dụng mà các bạn sử dụng cho nó phù hợp. Cái phím tiếp theo đó là Ctrl W là thoát hoàn toàn cái AutoCAD này. Cách thoát hoàn toàn AutoCAD ấy, thì thông thường các bạn hay sử dụng là chọn vào phím X này để tắt hoàn toàn AutoCAD. Thì để tắt nhanh á, bạn chỉ cần nhấn Ctrl Q, lập tức nó sẽ thoát hoàn toàn AutoCAD cho mình. Đó, nó sẽ hỏi mình là có lưu bản vẽ hay không này. Khi các bạn nhấn Z hay nhấn No là lập tức nó sẽ thoát hoàn toàn. Giả sử mình nhấn No đi, không lưu đi. Bản này có lưu không? Không lưu luôn. Thì lập tức nó sẽ thoát hoàn toàn AutoCAD cho mình. Các bạn thấy không? Cái phím mà Ctrl cộng Q này á, nó thay thế cho cái lệnh Close trên cái thanh taskbar góc phải trên cùng này. Bây giờ mình sẽ thao tác lại cho các bạn này. Ctrl N lập tức tạo cho mình một cái file mới. Cái phím số 6 là cái phím Ctrl A này các bạn. Chọn tất cả các đối tượng trong bản vẽ. Giả sử như trong bản vẽ này mình có một số đối tượng đi. Ba đối tượng như thế này. Thì thông thường khi chọn các đối tượng này các bạn quét chọn. Thì nó sẽ chọn được tất cả. Nhưng nếu bản vẽ các bạn có rất nhiều đối tượng. Để quét chọn thì nó ngồi quét rất là lâu. Nếu các bạn quét chọn một lần á, nó sẽ bị đơ máy. Thì thông thường mình hay sử dụng phím Ctrl A để nó chọn tất cả các đối tượng bên trong bản vẽ. Cái phím số 7 này là phím Ctrl C này, phím này rất hay sử dụng nè các bạn. Thì thông thường khi cần copy một đối tượng trong bản vẽ thì các bạn hay sử dụng lệnh copy này, chọn vào nó này, gọi lệnh CO này hay CB gì đó tùy các bạn. Ở đây máy tính mình đổi thành lệnh C nè các bạn. Rồi các bạn copy đi. Hoặc là các bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl C và các bạn Ctrl V. Nhưng lưu ý là cái lệnh CO này các bạn chỉ copy các đối tượng bên trong nội bộ bản vẽ này thôi. Giả sử như mình gọi lệnh CO này, mình chỉ copy được đối tượng này thôi. Mình muốn copy cái đối tượng này sang một bản vẽ khác, các bạn phải sử dụng phím Ctrl C mở một bản vẽ khác này. Muốn copy cái đối tượng bản vẽ bên này sang bản vẽ này thì các bạn chỉ cần chọn vào nó này, sau đó các bạn nhấn tổ phím Ctrl C qua bên này, các bạn Ctrl V thì lập tức nó sẽ pass cái đối tượng này qua một cái bản vẽ mà các bạn mong muốn. Đó là cái phím số 8 này là Ctrl V này, dán đối tượng. Cái phím số 9 này là Ctrl X là cắt
đối tượng. Các đối tượng là sao? Khi copy đối tượng á, thì cái đối tượng gốc nó sẽ được giữ nguyên. Nhưng khi các bạn cắt đối tượng á, thì nó cắt luôn cái đối tượng này luôn này. Giả sử các bạn nhấn Ctrl X này, tức nó mất đối tượng này luôn. Các bạn nhấn Ctrl V. Ctrl X nó khác Ctrl C ở điểm đó. Ctrl C thì các bạn nhân bản cái đối tượng nó đi. Còn Ctrl X là các bạn cắt hoàn toàn cái đối tượng nó đi. Giả sử như mình không muốn cái đối tượng này nữa, mình muốn quay lại đối tượng như ban đầu, thì mình nhấn phím Ctrl Z là hoàn tác lại cái đối tượng. Phím Ctrl Z nó giống như lại là undo các bạn, undo trên này này. Phím số 11 này là cái phím rất hay sử dụng, là Ctrl Shift C là copy với một tọa độ chỉ định. Giả sử như mình chọn vào tất cả đối tượng này mình muốn copy đi, Ctrl này, Shift C, các bạn nhớ là các bạn giữ Ctrl Shift nha. Ctrl Shift xong đó các bạn C, nhấn ba phím này cùng một lúc. Sau đó các bạn chỉ định cái điểm mà các bạn muốn copy đi, góc tọa độ mất á. Giả sử mình chọn điểm này, các bạn đưa qua bản vẽ khác hoặc là trong bản vẽ này tùy, thì ở đây mình đưa qua bản vẽ khác này. Bây giờ mình sẽ là Ctrl Shift V. Nhớ nha, Ctrl Shift V. Thì lập tức nó sẽ tạo cho mình một cái block với cái tọa độ mà lúc nãy mình chỉ định á. Các bạn thấy không? Ctrl Shift V là dán cái dữ liệu theo dạng khối. Các bạn hoàn toàn có thể là Ctrl V không được. Là nó chỉ có cái tọa độ chỉ định như này và các đối tượng này nó rời nè. Còn nếu các bạn muốn tạo nó thành một block luôn á thì các bạn Ctrl Shift V. Đó là cách tạo block nhanh trong một bản vẽ cũng vậy. Giả sử mình muốn tạo cái block này nhanh đi. Các bạn Ctrl Shift C này, chỉ định nó mất tọa độ ở đây. Sau đó các bạn Ctrl Shift V, lập tức nó tạo cho mình một block. Hoặc là các bạn có thể qua bản vẽ này, các bạn tạo Ctrl Shift V, nó sẽ tạo cho mình một block. Các bạn lưu ý là khi mình Ctrl Shift V chung một đối tượng thì nó sẽ tạo thành các cái block giống nhau. Ví dụ như các bạn Ctrl Shift V đây, nếu các bạn không thay hay không thêm bất kỳ đối tượng nào và các vị trí này được giữ nguyên như cũ, các bạn Ctrl Shift V tiếp tục thì lập tức nó sẽ tạo một block và có tên trùng với block cũ này. Và đấy này, mở lên này, thấy cái tên block có trùng không? Bên này cũng vậy luôn, 667 này. Đó là các bạn lưu ý là khi tạo block nhanh á, các bạn sử dụng Ctrl Shift C sau đó Ctrl Shift V. Đó là hai cái lệnh hay sử dụng nhất. Tiếp tục cái phím số 13 là Ctrl Shift cộng Tab là chuyển sang bản vẽ trước đó. Giả sử như cả hai bản vẽ này đi. Thì thông thường để chuyển bản vẽ thì các bạn đường chuột về qua, các bạn chuyển qua tab này. Chuyển qua tab này nếu các bạn mong muốn. Còn việc sử dụng phím tắt á, thì các bạn chỉ cần Ctrl Shift Tab này. Đó lập tức nó sẽ chuyển ra các bản vẽ mà các bạn mong muốn. Nhiều khi không có chuột á, các bạn có thể sử dụng phím tắt cho nhanh. Các anh chị em họa viên á hay sử dụng phím tắt rất nhanh và không cần chuột. Nên các bạn chú ý là Ctrl Shift Tab là chuyển đổi các cái tab trên bản vẽ này này, về trước về sau này. Phím số 14 là phím Ctrl Shift H là bật tắt giải ribbon. Giải ribbon là cái giải này nè các bạn. Các bạn muốn tăng cái cửa sổ làm việc này cho rộng lên á thì các bạn gõ Ctrl Shift H, lập tức nó sẽ tắt các cái thanh này để cho nó mở rộng hoàn toàn cái ô cửa sổ và mình thao tác cho dễ dàng hơn. Và muốn bật lại các bạn cũng Ctrl Shift H, lập tức nó sẽ bật lại cho mình. Cái lệnh Ctrl Shift H này nó tương tự như cái lệnh Ctrl 0 này nè. Thì lát nữa ở dưới mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái lệnh Ctrl 0 này làm sạch toàn bộ màn hình. Cái phím tiếp theo đó là cái phím Ctrl Shift Y là bật tắt cái chế độ hạn chế điểm đối tượng. Chế độ hạn chế điểm đối tượng các bạn có thể là Ctrl Shift Y nè. Các bạn để ý ở dưới cái thanh này nó thấy nó bật cái đối tượng này không? Là cái lệnh này nè các bạn. Các đối tượng này sẽ được là liên kết với nhau. Và các bạn hoàn toàn có thể là bật tắt các đối tượng này theo mong muốn của các bạn. Thông thường khi các bạn vẽ các đối tượng liên kết á, giả sử như mình vẽ một số đối tượng liên kết nè. Đó các bạn thấy không? Khi mình vẽ cái đối tượng này lên lập tức nó sẽ hiển thị các cái đường này nè. Trong trường hợp này để bật tắt cái này á thì các bạn Ctrl Shift Y cho mình. Bây giờ nó vẫn hiển thị nè các bạn thấy không? Để tắt luôn cái này á, do lúc nãy mình đã bật nó lên rồi. Bây giờ các bạn phải delete cái điểm này đi. Đó. Nên là khi các bạn muốn mở cái Ctrl Shift Y này lên á thì các bạn lưu ý là đối với các đối tượng cơ khí á, hay là các đối tượng liên kết các bạn hay vẽ, ví dụ như các bạn cần đối tượng này nó song song với đối tượng này. Sử dụng đối tượng này nè, song song đối tượng này. Thì khi các bạn kéo đi bất kỳ nơi đâu thì hai đối tượng này đều song song với nhau. Đó các bạn lưu ý nha. Đó là các cái liên kết cứng. Hoặc là cái đối tượng này bằng đối tượng này, các bạn có thể sử dụng đối tượng này bằng đối tượng này luôn. Đây bằng luôn. Đó thì khi các bạn kéo một đối tượng thì cái đối tượng kia lập tức nó sẽ kéo theo. Đó là các cái ứng dụng này, các bạn hoàn toàn có thể bật các cái đối tượng này bằng là Ctrl Shift Y. Bật tắt nó, hiển thị hay không hiển thị tùy bạn thôi. Muốn xóa nó thì chọn vào này, cho nó xóa. Cái phím tiếp theo là Ctrl Bay Down và Ctrl Bay Up. Thì thông thường khi
chuột của bạn hư á, các bạn muốn di chuyển lên di chuyển xuống này này, nếu không có chuột á thì rất là khó khăn. Bạn chỉ cần nhấn phím control này, bay down bay up này, là di chuyển chuột lên chuột xuống, chuột qua chuột phải, là control bay home gì đó các bạn thấy đầy đủ hết cho các bạn. Các bạn biết thêm cái phím này để trong trường hợp khi chuột của bạn hư mà các bạn cần gấp để các bạn chỉnh sửa, thì các bạn có thể sử dụng phím này để các bạn di chuyển chuột đến cái đối tượng mà các bạn cần sửa. Phím số 18 này là control tab, là các bạn chuyển đổi giữa các cái tab này nè, các bạn control tab thôi. Đó, các bạn chuyển đổi giữa các cái tab tương tự như lúc nãy là control shift tab thôi. Một cái phím 19 này là cái phím rất hay và các bạn hay sử dụng, là để lưu bản vẽ này sang một phiên bản khác á, thì thông thường các bạn thì chọn vào phím A này, xong chọn lệnh save as này, mất nhiều thời gian không, thì các bạn chỉ cần nhấn cho mình tổ phím control shift s, lập tức nó sẽ mở cho mình hộp thoại save as bản vẽ, và các bạn chỉ cần là chỉ đến cái đường dẫn mà các bạn muốn lưu, sau đó các bạn save thôi. Nhớ nha, control shift s tổ phím này, control shift s, và sau đó save thôi, chỉ đến đường dẫn mong muốn và save thôi. Một cái phím mà không thể thiếu trong AutoCAD, bắt buộc các bạn phải biết, đó phím Escape, là hủy bỏ lệnh hiện hành. Thì thông thường các bạn đang vẽ như thế này, các bạn muốn dừng cái lệnh đó, các bạn có thể nhấn chuột phải này, và nhấn Enter, hoặc là các bạn nhấn phím Cut, có nhiều cách để các bạn Escape đó. Đó, thông thường nhất và được nhiều anh em sử dụng nhất, đó là lệnh Escape, ESC, phím trên cùng của góc trái. Nhiều khi các bạn vẽ CAD mà các bạn nhấn đến phím này nó đến liệt luôn nha các bạn. Nên các bạn phải biết và chắc chắn phải sử dụng nó rất là nhiều lần. Thì như mình nói đó, có 3 cách để các bạn escape lệnh. Cách đầu tiên á là các bạn có thể nhấn chuột phải này, các bạn enter này. Cách thứ hai các bạn có thể nhấn phím cắt. Cách thứ ba là các bạn nhấn escape. Tùy các bạn sử dụng. Mình đi qua tiếp theo đó là cái phím 21. Phím này là control 0. Như lúc nãy mình có giới thiệu á, là cái phím mà control shift H này nè, nó sẽ tương tự như phím control 0 là làm sạch màn hình. Các bạn nhấn control 0 cho mình. Đó, nó sẽ mở hết tất cả các đối tượng này ra cho mình. Làm sạch hết toàn bộ màn hình, tắt hết tất cả các đối tượng còn lại để mở rộng cửa sổ mình nó to nhất có thể. Để bật lại các bạn nhấn phím control 0 tiếp tục. Nó sẽ trở lại nguyên hiện trạng lúc ban đầu. Phím tiếp theo đó là control 1 là bật hộp thoại thuộc tính. Hộp thoại này nè các bạn, property này nè. Thì để bật hộp thoại này các bạn nhấn control 1 thôi. Bật tắt hộp thoại bằng cách là control 1. Phím tiếp theo đó là control cộng 2 là bật tắt cửa sổ designer center. Hộp thoại designer center này nó có chức năng gì á thì các bạn xem lại cái video về hướng dẫn designer center, mình có hướng dẫn chi tiết cho các bạn rồi. Như là ở bài 5 hay sao á, các bạn xem lại kỹ cho mình. Mình sẽ để cái link bên dưới mô tả, các bạn xem chi tiết các ứng dụng của designer center. Cái phím tiếp theo đó là cái phím control 3 là bật tắt hộp thoại tool palette. Các bạn chỉ cần là control 3 này, là tức nó sẽ bật tắt cái hộp thoại thư viện này cho mình, tool palette này. Muốn tắt nó các bạn nhấn tiếp tục control 3. Phím tiếp theo là control 4 là bật tắt hộp thoại sheet set management hay là sheet set palette á. Này đúng là hộp thoại sheet set management nha các bạn. Bạn control 4 này. Đây nó bật tắt cho mình hộp thoại. Giờ các bạn muốn tắt này control 4 này. Đó các bạn thấy không? Bật tắt hộp thoại sheet set management cho mình. Thì các cái đối tượng sheet set management á, mình có làm cho các bạn là 3 cái video chi tiết ứng dụng với sheet set như thế nào, cách thực hiện, cách tạo, cách quản lý sheet set. Các bạn xem lại cái bài 1 cho mình. Nếu các bạn nào chưa rõ, các bạn có thể comment thêm bên dưới, mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Phím tiếp theo đó là control 6 là bật tắt cửa sổ liên kết với file gốc bản vẽ. Các bạn nhấn phím control 6 cho mình. Đây, là nó sẽ bật tắt cho mình cái hộp thoại là liên kết với file gốc bản vẽ này. Suộc nó đang nằm ở đâu này. Đó các bạn thấy không? Các bạn hoàn toàn có thể chọn mở nhiều bản vẽ khác nhau. Nếu có nhiều bản vẽ thì các bạn có thể là xem thử cái clip của mình nó đang có bao nhiêu bản vẽ này, rồi đối tượng của nó như thế nào, các bạn hoàn toàn có thể duyệt nhanh bản vẽ ở đây. Muốn tắt thì các bạn nhấn control 6. Control 7 á, là các bạn bật tắt cửa sổ là mask set management. Control 7 này, mấy cái phím này các bạn rất ít dùng, thì sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cái hộp thoại là mask set management này nó có ứng dụng như thế nào để các bạn hỗ trợ thêm cho công việc của mình. Ở cái video này mình sẽ tập trung hướng dẫn cho các bạn là cách bật tắt trước. Bạn muốn bật tắt á, thì các bạn nhấn cho mình là control 7. Tiếp tục là control 8 là bật nhanh máy tính điện tử. Cái này mình hay dùng nhất nè. Để tính toán gì đó các bạn muốn tính toán thì các bạn control 8 thì nó sẽ bật tắt cho mình cái máy tính như thế này. Tiếp tục là control 9 là bật tắt cửa sổ command. Cái này cửa sổ này nè các bạn. Giả dụ như mình muốn tắt cái này mất tiêu nè. Giờ muốn bật lại là sao? Control 9. Nhớ nhấn phím này các bạn hay bị lắm. Khi các bạn bật tắt á, các bạn không có nhớ.
lỡ tay các bạn tắt á, các bạn muốn mở lại hoặc phải comment này không biết cách mở, thì các bạn chỉ cần là nhấn tôi phím Ctrl cộng 9. Tiếp tục mình đi qua các cái phím về F. Còn 12 cái phím về F này cũng rất là hay nè. Phím đầu tiên là F1 là bật cửa sổ trợ giúp, thì tất cả các phần mềm hiện giờ nó đều set up phím F1 là bật cửa sổ trợ giúp hết. Phím F2 là bật tắt cửa sổ lịch sử comment, thì nó sẽ bật tắt cái cửa sổ này lên cho mình, là nó xem cái lịch sử hồi nãy giờ mình đã làm những cái lệnh gì. Bạn hoàn toàn có thể thấy lại được này, lịch sử hồi nãy giờ mình đang làm này, ví dụ như lệnh bật bad block này, bedit này, tất cả các lịch sử thao tác lệnh của mình nó sẽ được lưu lại ở đây. Phím F3 là cái phím này rất hay dùng này, là bật tắt chế độ tri biết điểm object snap. Bạn nhấn phím F3, nó sẽ on hay off ở đây nè các bạn thấy không, nhấn vào nó thì bật hay tắt đó, on hay off này, bật tắt chế độ object snap. Tiếp tục phím F4 là bật tắt chế độ tri biết điểm 3D. Nếu các bạn vẽ 2D các bạn không quan tâm F4, mà 3D thì các bạn quan tâm đó. Phím F6 là bật tắt hệ trục tọa độ người dùng UCS. Đây, phím F6 này đó, các bạn hoàn toàn có thể là bật hay tắt tọa độ người dùng UCS. Phím F7 là bật tắt cái lưới, cái lưới là những cái ô này đó các bạn. Nhấn phím F7 các bạn có thể bật tắt cái lưới. Phím F8 là bật tắt chế độ phương thẳng đứng và phương ngang. Giả dụ như mình vẽ một đường như thế này, nó có nhiều phương khác nhau các bạn không? Nếu các bạn bật F8 lên, lập tức nó chỉ có theo hai phương, một là thẳng đứng, hai là phương ngang thôi. Muốn tắt nó thì tắt vào nó, các bạn có thể chuyển phương khác nhau. Còn nếu muốn bật hai phương thẳng đứng và phương ngang thì chỉ có F8 thôi. Lệnh tiếp theo đó là lệnh F9, là bật tắt chế độ tri biết điểm chính xác. Các bạn bật cho mình phím F9 on hoặc off nè các bạn thấy không? Nhấn phím F9 nó sẽ on hoặc off. Sau đó các bạn vẽ một cho mình một cái neckline này, nó sẽ hiển thị các cái đường nét đứt đi kèm nè các bạn thấy không? Nó sẽ bật tắt chế độ tri biết điểm chính xác cho mình. Các góc tọa độ nó sẽ đi theo này. Đó, các bạn muốn 90 độ này, 91 độ này, đó. Chính xác từng độ từng góc cho mình. Phím tiếp theo đó là phím F10, là bật tắt chế độ là box tracking. Bạn nhấn phím F10 lên cho mình. Thì khi mình vẽ, bạn thấy cái đường màu xanh này không? Đó, nó sẽ là giống cho mình nè. Ở các cái điểm cài đặt trước 90 độ nè, 0 độ nè, 90 độ nè, 180 độ nè, 270 độ nè, 360 độ nè, tùy mình nè. Hoặc là mình có thể là cài đặt các cái thông số này ở các cái góc này các bạn thấy không? Dưới này nè, chọn vào nó nè, đó các góc chỉ định nè. Hoặc là mình hoàn toàn có thể tracking nó, cài đặt nó theo một cái góc khác. Các bạn có thể xem là cái video mà hướng dẫn chi tiết cái phần tracking này của mình nè. Mình hướng dẫn chi tiết, các bạn muốn thêm hay là muốn bớt gì đó, trong này các bạn thực hiện. Ở đây cái chế độ F10 á, là bật tắt chế độ là tracking. Thông thường mình hay sử dụng F10 vẽ thay cho F8 nha các bạn. F8 vẽ nó chỉ có hai phương thôi, còn F10 các bạn vẽ theo các phương các bạn chỉ định cài đặt trước. Ví dụ như mình vẽ một đường polyline này, nó theo góc 90 độ nè, 180 độ nè. Phím tiếp theo đó là phím F11, là bật tắt chế độ tắt điểm thường trú object snap. F11 này đó, các bạn có thể là bật tắt chế độ này object snap tracking on hay off đó, on hay off này. Thường trú là một số đối tượng thôi, nhớ nha. Khi các bạn tắt F11 này, một số đối tượng tracking nó sẽ bị on hay off. F12 là bật tắt chế độ hiển thị con trỏ chuột. F12 này, nếu các bạn mà on hay off F12, bạn thấy mất con trỏ chuột không? Khi mình gõ lệnh C này, trên con trỏ chuột nó không còn lệnh C nữa. Nếu các bạn bật lại F12 thì các bạn lệnh C này, thấy không? Nó sẽ con trỏ như thế này. Nếu máy tính các bạn yếu á, thì các bạn nên tắt luôn cái chế độ này đi cho nó nhẹ. Còn nếu máy tính các bạn đủ mạnh á, thì các bạn bật chế độ F12 để các bạn vẽ cho nhanh. Đó là tất cả 40 cái phím tắt mà thông thường mình hay sử dụng. Mình sẽ lưu ý lại cho các bạn các cái phím tắt các bạn cần nên biết. Thứ nhất á, là phím là Ctrl Shift C. Thứ hai là Ctrl Shift V. Thứ ba là Ctrl S. Thứ tư là Ctrl Shift S. Đó, các phím tắt các bạn phải biết vì cái này nó ứng dụng rất là nhiều. Ctrl 9. Phím F10, F12, F3, F4, đó là tất cả các phím này là các bạn chú ý cho mình. Các cái phím kia các bạn biết thêm thì các bạn thao tác càng tốt. F8 nữa và F9. Đó là tất cả các cái lưu ý mà các bạn nên biết các cái phím này để các bạn thao tác cho nhanh này. Còn các cái phím kia các bạn nếu biết thêm thì càng tốt, mà không biết cũng không sao. Các bạn có thể sử dụng các cái lệnh khác để thay thế các cái phím đó. Còn các phím này các bạn thao tác liên tục để thực hiện nhanh nhanh á,
thì các bạn phải nhớ các cái phím này cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 phím. Không quá khó để các bạn nhớ. Thì sau khi mình xem video này, nếu các bạn nào còn các phím tắt nào các bạn hay sử dụng, các bạn có thể chia sẻ bên dưới, comment bên dưới và mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn. Ở đây mình chỉ tổng hợp các cái phím tắt mình hay dùng thôi. Nếu các bạn có những phím tắt nào hay thì các bạn có thể chia sẻ cho mình và các bạn khác có thể hỗ trợ thêm cho công việc của mình. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay thì các bạn có thể like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.